Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Brochures Official. Trong chuyên mục tối nay, mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một câu chuyện dài kỳ. Câu chuyện có tựa đề Tình yêu đầu đời qua diễn đọc của Mạnh Thắng. Tôi xin giới thiệu, tôi là Hạ, sinh ra ở vùng ngoại thành của Hà Nội. Cái tên đậm chất con gái ấy, nhưng thật ra tôi là một đứa con trai. Tôi sinh ra vào cái tiết trời tháng 5 nổ lửa. Cái nóng thiêu đốt ở miền Bắc khiến cho tôi có cái tên mang nghĩa của mùa hè nóng bức. Tính cách của tôi cũng dễ có thể nhận ra là một lãng tử và mọt sách đích thực. Bởi từ khi chào đời đến khi học hết cấp 3, tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở và đôi khi xem mấy phim hoạt hình mà thời ấy đang hot. 3 năm cấp 3 cuối cùng cũng vèo một cái đi qua. Bao nhiêu hồi ức và tuổi thơ của tôi cứ thế mà trôi qua. Cũng như các bạn học sinh khác, khi đang là học sinh thì sợ và chán ghét cái cảnh ngày ngày đến trường, trả bài cho thầy cô hay phải học những môn học mình không thích, cúp học đi chơi game. Nhưng khi đã qua rồi thì lại hối tiếc vì những khoảng thời gian đó, được cùng bạn bè vui đùa, hồn nhiên của tuổi học sinh mà không vướng bận việc mưu sinh của tuổi trưởng thành. Tôi nhớ buổi chia tay lớp 12, tôi khóc như một đứa trẻ. Khi các bạn viết lưu bút, rồi vẽ và ký tên của các thành viên lớp lên chiếc áo trắng đồng phục của mình. Nhiều ký ức và hẹn ước với nhau sẽ gặp lại mỗi khi quay trở lại mái trường này. Tôi yếu đuối và cảm xúc khi khóc. Tôi là đứa khóc nhiều nhất lớp khi tôi phải chia tay lớp. Bật mí với các bạn, tôi khóc một phần vì lớp. Nhưng tôi khóc hai phần vì tôi đã phải xa thầy chủ nhiệm lớp đẹp trai. Con đường đại học đã bắt đầu. Tôi có nhiều lựa chọn nguyện vọng vào các trường ở Hà Nội hay Sài Gòn hoa lệ. Nhưng cuối cùng, tôi chọn Hà Nội cho lựa chọn của mình. Tôi cũng đã tìm hiểu nhiều trường và theo sở thích của mình, đam mê xã hội, đam mê viết lách, thì vào các trường báo chí là đúng sở trường. Nhưng sau toan tính có cơ sở khoa học, tôi sẽ chọn kỹ thuật hay kinh tế để có cơ hội tìm đến mảnh đất màu mỡ để ngắm trai đẹp hơn. Nói đến đây, không phải vì tôi mê trai đâu nhé, mà là tôi chỉ ngắm các chàng trai để tạo nguồn cảm hứng sáng tác thơ ca của mình. Khi nhận giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Kỹ thuật Hà Nội, tôi trúng tuyển vào ngành công nghệ môi trường. Buổi đầu tiên bước vào lớp, tôi thấy choáng ngợp bởi cái không khí này, ồn ào và náo nhiệt, vốn dĩ khác xa nơi tôi học. Tôi bước chân vào lớp, chọn chỗ không có người và đảo mắt vòng quanh xem các bạn quanh lớp. Trời ơi, đúng như tôi mong muốn, gần 100 con người mà toàn là trai. Ngọt mắt bổ tâm quá đi mất. Nhưng mỗi tôi, món ăn đầy bàn, nhưng toàn món ăn tôi không khoái gì hết. Hơi thất vọng xíu, chẳng nhẽ tôi lại ngồi 4 năm học ở đây sao? Nhưng không có gì hết, rồi mong ước sẽ không làm cho tôi thất vọng. Tin vào điều tích cực sẽ được thành quả lớn. Tôi cười trong suy nghĩ để gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực kia đi. Sau buổi học đầu tiên ấy, tôi chưa làm quen được ai, mà cũng chỉ nói chuyện xã giao với vài bạn quanh bàn ngồi và hỏi cho lấy mối, sau này còn biết nói chuyện. Tôi đi xe buýt về nhà. Ngôi nhà tôi thuê cách trường 5 cây số nên cũng khá gần để tiện đi lại.
Rồi cái ngày định mệnh ấy, chỉ cái nhìn thoáng qua thôi khiến nó rơi vào khoảng không tự do, chìm đắm trong sự cuồng mê của con người xa lạ kia. Anh chàng ngồi trên chiếc ghế nhà chờ xe buýt. Tôi không thể ngồi cạnh để ngắm anh ấy kỹ hơn. Trong phút lâng lâng, bất giác một người vỗ nhẹ vào vai tôi và nhắc tôi xe chuẩn bị đi, hỏi tôi có lên chuyến xe đó không. Tôi định thần lại và bước lên xe. Khi lên xe, không phải việc tôi tìm chỗ ngồi mà tôi đảo nhanh mắt tìm anh chàng kia. Nhìn trước nhìn sau cũng chẳng thấy. Một câu hỏi trong đầu vì sao? Nó thấy anh chàng đó lên xe này mà, giờ không thấy đâu. Rồi sự thất vọng lại ngập tràn cảm xúc tôi. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu chợt hiện ra. Nếu hôm nay không gặp, liệu mai có gặp lại không? Hay anh ta có hay đi chuyến xe này không? Anh ta ở Hà Nội hay ở nơi nào khác? Nó nghĩ rồi lại hỗn loạn suy nghĩ trong đầu vì không thể nghĩ được gì lúc này. Xung quanh có biết bao nhiêu người nhìn vào nó bởi sự kỳ lạ trong hành động của tôi. Ngồi xuống sàn xe cứ như đang ngồi trên một chiếc sofa êm ấm. Khi định thần lại, tôi tự ngại ngùng trước hành động đó của mình. Ngày hôm sau, khi tan học về, tôi lại đến nhà chờ xe buýt, tìm kiếm và nhìn trong vô vọng, nhưng không thể nào gặp được anh chàng định mệnh kia. Tôi nghĩ và tự trách mình là ngốc nghếch để cho anh chàng kia mất dấu vết. Giờ phải làm sao khi con tim này đã phải lòng chàng trai đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi đã đợi 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng càng ngóng chờ lại càng thất vọng. Không có dấu hiệu gì chàng trai kia. Tôi nghĩ trong đầu, hay anh ta chỉ đi một lần qua nơi đây, không phải là khách thường xuyên đi chuyến xe này. Ngồi trên hàng ghế chờ, nhìn dòng xe nối tiếp nhau đi, vô vọng. Tự dưng, hai hàng nước mắt rơi ngon lành, khóc như trẻ con đòi mẹ kẹo. Những lúc thế này tôi cứ khóc, rồi lại nhìn ra chuyến xe ấy. Suốt nhiều tiếng ngồi co ro trong tiết trời mùa đông Hà Nội, nó buồn đến mức không còn đủ sức để bước đi được nữa. Vừa đói và lạnh, cái lạnh tê tái hòa nhịp với nỗi buồn miên man của kẻ thất tình khi chạy theo hình bóng của người hoàn toàn xa lạ. Không biết tên tuổi và thông tin về người ta là người như thế nào. Từ sau ngày hôm đó, nó đến đó hàng ngày sau mỗi buổi học, thậm chí đến cả buổi tối hay cả cuối tuần. Công cuộc đợi chờ đó đã kéo dài đến hàng tháng trời, nhưng sự vô vọng thường trực và thất vọng lại càng nhiều. Tôi hứa với lòng mình chỉ nốt hôm nay thôi, tròn 1 tháng 1 ngày 1 giờ chờ đợi anh. Như vậy là đủ rồi. Sau ngày hôm nay, hứa với lòng mình phải tập quên đi hình bóng của người đó. Vì chắc gì đã gặp lại người ta, mà gặp người ta có chấp nhận bản thân nó không? Khi một thằng con trai lại thích tôi, nó quyết tâm hôm nay không nhắc thêm nữa. Cất quá khứ vào chiếc hộp giấy nó vừa làm xong. Trong đó có một bức hình nó đứng chờ tại trạm xe buýt và một hình trái tim viết lên đó. Em sẽ đặt anh là Khang, cái tên để thầm nguyện cho anh ở nơi nào đó. Anh sẽ là bình an và may mắn trong cuộc sống. Vậy là đủ với nó lúc này. Thả hộp ký ức đó nơi Hồ Tây yên ả trong buổi chiều nắng đẹp. Nụ cười sau bao nhiêu ngày giờ đã xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Nó hét thật lớn. Em sẽ quên anh. 1 năm trôi qua,
kể từ ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường Đại học Kỹ thuật Hà Nội. Năm 2, tôi quyết định xin nhà trường chuyển vào cơ sở 2 của trường ở thành phố Hồ Chí Minh để học. Cái chính là tôi muốn thay đổi môi trường và tránh đến những nơi mà tôi còn ký ức về mối tình đơn phương đầu đời của thằng con trai mới lớn. Trong thời gian đầu đến Sài Gòn, những tiếng vùng miền của sinh viên miền Nam làm tôi chưa thật quen. Nhưng đối với tôi, đó là thử thách đầu tiên để tôi chinh phục thử thách 3 năm này. Khi nó đã quyết vào Sài Gòn để tập quên đi mọi thứ đã làm nó buồn khi ở Hà Nội, và bản thân nó cũng thay đổi cuộc sống của mình nơi đô thị phồn hoa này để phát triển bản thân. Sau một tháng đến mảnh đất lạ lẫm này, học hành với tôi càng trở nên mệt mỏi. Có quá nhiều sự khác biệt về môi trường mà chưa có lấy một người bạn. Hàng ngày đến trường rồi lại một mình rong ruổi trên những con đường tấp nập tại Sài Gòn nhộn nhịp kia, mà sao tâm trạng vẫn bị chơi vơi và cảm xúc lắng đọng của tôi chưa thể thoát ra được. Đi dạo phố đêm, nhìn những bạn trẻ ăn quán ăn lề đường, đùa nghịch vui chơi, những đôi yêu nhau cười đùa, tình tứ trước mặt, chợt nước mắt lại rơi. Nỗi buồn miên miên vô định ấy, rồi tôi cười để cố gắng che đậy cái cảm xúc này. Phố đêm quận nhất, nghe nói đông vui lắm, nó cũng muốn đến một lần cho biết khung cảnh phố đêm. Khi bất chợt cả một khung cảnh tấp nập của dòng người qua lại, nó nhìn rất kỹ đến những bức tranh truyền thần, nhìn những bức tranh rồi đến một bức tranh chân dung. Nó giật mình nhìn thật kỹ và nhận ra rằng là anh ấy. Mình có nhìn nhầm hay không? Chắc không đâu. Chỉ nhìn một lần thôi, nhưng chưa bao giờ nó quên được khuôn mặt đó. Dòng nước mắt lại rơi. Chạy đến chỗ người vẽ tranh, nó hy vọng rằng người đó là anh, hoặc có thể người đó biết anh. Nhưng khi nhìn thấy người họa sĩ, không phải anh, và đó không phải người mình cần tìm. Tôi hỏi anh về bức hình kia. Dạ, xin hỏi anh, bức hình này anh vẽ ở đâu ạ? Anh vẽ trong hoàn cảnh nào ạ? Hay anh lấy bức hình này ở đâu? Hoặc anh có biết thông tin người này không? Người họa sĩ có vẻ ngạc nhiên khi được hỏi vồ vập và gấp gáp đến vậy. Tôi vừa hỏi, vừa khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Em xin anh cho em biết anh này ở đâu ạ? Anh ấy là ân nhân của em ạ. Người họa sĩ thương cảm và nói, tôi là người quen của anh. Sao em muốn gặp nó? Có chuyện gì không mà gấp gáp vậy? Tôi nhanh đáp lại. À, thật ra trước em có gặp anh ấy ở Hà Nội và anh ấy là ân nhân của em. Tôi nghĩ, thôi chết rồi, chẳng nhẽ nói tôi si tình anh ta rồi tìm anh ta sao? Nói vậy chắc ông ta sẽ cười vào mặt tôi mất. Tôi nghĩ đại một lý do vậy. Dạ, chuyện là thế này. Khi ở Hà Nội, tình cờ em bị cướp hết tiền khi đi trên đường. Anh ấy có lòng tốt giúp đỡ em, cho em tiền và cho em ở lại nhà một thời gian. Nhưng mà không hiểu sao, khi về Sài Gòn, em bị mất số điện thoại nên không liên lạc được nữa ạ. Anh biết anh ấy thì cho em xin địa chỉ để em liên lạc ạ. Thảo hoa bay khắp con đường trường.
Mãi xa vời là mây phiêu lãng.